18 biểu tượng cảm xúc mà các chàng dùng nhiều nhất khi họ thích bạn. 1. Emoji mặt cười có hào quang. Một emoji có thể ngụ ý rằng chàng mong muốn có tình cảm trên mức bạn bè với bạn. Biểu tượng cảm xúc ngây thơ hạnh phúc này không ám chỉ điều gì khác hơn thế. Nếu một anh chàng gửi cho bạn một emoji hào quang thì chắc chắn là chàng đang tán tỉnh bạn, thậm chí còn gợi ý đến chuyện hư hỏng nữa. 2. Emoji mặt cười với mắt trái tim. Một anh chàng sẽ gửi một emoji mắt trái tim nếu chàng thấy bạn tuyệt đẹp. Emoji mắt hình trái tim tán tỉnh này là một biểu tượng phổ quát ngụ ý rằng tôi thích. Bạn có thể thấy một emoji trong hộp thư của mình nếu chàng để mắt đến bạn. Chàng có thể bình luận trên mạng xã hội của bạn với câu nào đó như ôi trông thích mắt quá hoặc em đẹp lắm. 3. Emoji mặt cười với hai bàn tay mở. Nếu yêu bạn, chàng sẽ gửi cho bạn một cái ôm ảo với một emoji này. Biểu tượng cảm xúc vui nhộn này biểu thị một cái ôm tán tỉnh. Chàng có thể gửi emoji này nếu anh ấy không chắc về cảm giác của bạn vì nó không có nghĩa rõ ràng như nháy mắt hoặc lè lưỡi. 4. Emoji nháy mắt. Biểu tượng cổ điển biểu thị rằng chàng đang thả thính bạn. Gương mặt cười này là một biểu tượng tán tỉnh thường gặp nhất. Nó có thể biến một tin nhắn đơn giản nhất thành một điều gì đó làm bạn e thẹn. 5. Emoji mặt cười nhếch mép. Nếu chàng gửi một emoji nhếch mép thì rõ ràng chàng đang tán tỉnh bạn. Gương mặt ve vãn nhếch mép là một cách để nói câu xin chào với vẻ gợi tình không giấu giếm. Nếu yêu bạn, chàng có thể gửi cho bạn một emoji nhếch mép cùng với một lời đề nghị lãng mạn. 6. Emoji mặt hôn gió. Một emoji hôn gió có thể là cách anh chàng nói rằng anh thích em. Đây là một biểu tượng thả thính hoàn hảo, có thể gắn với bất cứ tin nhắn nào, bất kể là chàng đang khen bạn hoặc chúc bạn ngủ ngon. Nếu bạn nhận được một emoji này, khả năng là chàng không chỉ thích bạn thôi đâu. 7. Emoji mặt cười toe toét với giọt mồ hôi. Nếu anh ấy dùng emoji này thì nghĩa là chàng thích bạn đến mức khiến chàng căng thẳng. Gương mặt cười này là hình ảnh thu nhỏ của kiểu cười lo lắng. Có thể anh ấy gửi một tin nhắn thú nhận chàng yêu bạn kèm một emoji mặt cười toe toét với giọt mồ hôi. 8. Emoji mặt nhẹ nhõm. Emoji biểu thị rằng chàng quan tâm đến bạn. Nếu anh ấy hỏi bạn có khỏe không và nhận được lời đáp em ổn, chàng có thể trả lời bằng một emoji mặt nhẹ nhõm để cho biết là chàng vui mừng nếu bạn ổn, chàng cũng ổn. Đây là một cách bày tỏ rằng chàng gửi gắm tình cảm cho bạn và cuộc đời bạn. 9. Emoji khỉ không nhìn điều xấu. Emoji che mặt có nghĩa là chàng đang hơi bẽn lẽn, bạn làm chàng đỏ mặt và chàng gửi emoji con khỉ đáng yêu này để cho bạn biết điều đó. Chàng có thể gửi một emoji khỉ che mặt sau khi nói rằng bạn rất xinh hoặc ngỏ ý hẹn hò với bạn. 10. Emoji trái tim đỏ. Nếu một anh chàng gửi đến một emoji trái tim đỏ thì nghĩa là chàng yêu bạn với cả trái tim. Biểu tượng trái tim đỏ không phải là chuyện đùa, nhất là khi có liên quan đến những mối quan hệ lãng mạn. Đây là biểu tượng phổ quát trong tình yêu. Nếu anh ấy kết thúc tin nhắn bằng trái tim đỏ thì nghĩa là chàng đang nói chuyện với bạn rằng anh yêu em. 11. Emoji mặt cười với ba trái tim. Lòng thương mến chân thành được thể hiện qua emoji mặt cười ba trái tim. Biểu tượng đáng yêu này thường được dùng để bày tỏ tình yêu và sự ấm áp. Nếu thực sự quan tâm đến bạn, chàng sẽ dùng một emoji để thể hiện điều đó. 12. Emoji mặt hôn mắt nhắm. Các chàng có thể bày tỏ tình yêu bằng một emoji mặt hôn mắt nhắm. Biểu tượng mặt hôn này không ướt át bằng emoji, thế nên nó là lựa chọn hoàn hảo cho một anh chàng đang dò ý đối phương. Nếu chàng gửi cho bạn một emoji mặt hôn mắt nhắm thì nghĩa là chàng đang tự hỏi bạn có thích chàng không. 13. Emoji mặt cười mắt híp. Emoji mặt cười mắt híp có thể là dấu hiệu cho biết rằng bạn khiến chàng đỏ mặt. Nếu đã mê mẩn bạn, chàng có thể tăng cường độ mặt cười và dùng emoji mặt tươi mắt híp. Đôi mắt nhắm và đôi má ửng hồng của biểu tượng này dường như đang hét lên anh thích em. 14. Emoji mặt thưởng thức món ăn. Anh chàng có thể gợi ý về buổi hẹn hò bằng một emoji mặt thưởng thức món ăn. Nếu thực sự rất thích bạn, chàng có thể gửi cho bạn một biểu tượng tinh nghịch tán tỉnh, nhất là khi chàng nói đến thức ăn. 15. Emoji mặt lè lưỡi nháy mắt. Nếu anh ấy gửi một emoji mặt lè lưỡi nhắm mắt thì nghĩa là chàng đang ve vãn bạn. Nếu bạn lọt vào tầm ngắm của chàng, chàng sẽ không ngại thể hiện điều đó. Khuôn mặt emoji mặt lè lưỡi nháy mắt tinh nghịch là phiên bản nâng cao của emoji nháy mắt với vẻ gợi tình hơn. Nếu yêu bạn, rất có thể anh ấy sẽ gửi cho bạn một biểu tượng sau một tin nhắn lả lơi. 16. Emoji mặt cười với mắt hình ngôi sao. Anh ấy đã bị bạn mê hoặc,
nếu chàng gửi cho bạn một emoji mặt cười với mắt hình ngôi sao, gương mặt cười chói lóa này như đang reo lên wow. Rõ ràng chàng có ấn tượng với một điều gì đó mà bạn đã nói hoặc làm. Bạn đang đánh cắp trái tim của chàng và đây là cách để chàng cho thấy điều đó. 17. Emoji hai trái tim. Anh chàng có thể xem như mình đã có mối quan hệ với bạn nếu anh ấy dùng emoji hai trái tim. Biểu tượng hai trái tim này cũng đủ ngây thơ, nhưng nó có thể mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Nếu bạn không có quan hệ tình cảm với anh ấy, chàng có thể gửi cho bạn một emoji hai trái tim để ám chỉ rằng chàng đang nghĩ đến việc mời bạn đi chơi. 18. Emoji dấu hôn. Emoji dấu hôn gửi đi một cái hôn ảo và lời nhắn anh yêu em. Biểu tượng này thể hiện đúng hình ảnh của nó, một cái hôn. Nếu chàng yêu bạn, anh ấy có thể gửi một emoji cái hôn để niêm phong tin nhắn của chàng với một cái hôn.